mình làm cái món đặc sản là dừa luộc tôm các bạn, để trong trái dừa các bạn. Đó mấy bạn mình đó. Chào các bạn, nay mình làm cái kênh tôm luộc nước dừa nghe các bạn. Rồi bắt đầu mình làm nghe các bạn. Đây nè các bạn, đó. Đó tôm rồi dừa đó, rồi chanh ớt đó, muối tiêu đó. Rồi chúng ta tiến hành làm nghe các bạn. Bỏ tôm vô lấy cái đi Nguyễn. Rồi được rồi, được rồi. Mình đang nhóm lửa nha các bạn. Nhóm lửa là mình luộc nước cho dừa các bạn. Xe nữa đi Nguyễn. Mình khởi hành nhóm lửa các bạn ơi. Tới khâu mình móc cái trái dừa ra, mình để tôm vô các bạn ơi. Quá nước luôn à. Bỏ tôm vô nghe các bạn. Bỏ tràn nước hết rồi. Tràn nước như tràn đi. Cứ làm đi. Giờ đầy các bạn, bây giờ mình đậy cái nắp lại mình chuẩn bị lên lò nướng nha các bạn. Rồi cái lò chưa chứ. Bây giờ mình đẩy cái dừa lên mình nướng nha các bạn. Rồi. Nóng trời. Cái này mới mua gà hấp bê, mẹ gà có 130.000 bạc, mua mẹ có không mua. 120 à. Gà có 130.000 đổ mấy lon bê vô rồi. Đem tay lưới cho tao gồ cho ra dăng cá dính nhẹ lắm. Con đầu người ta đem cá lên cái người ta bắt cái dĩ á. Cái ta nướng. Con qua. Ta nướng cái ta lấy. Trong rồi. Quá nóng à. Rồi bỏ nó đi. Đi cắt con túi này trời. Chào các bạn, giờ tôm luộc nước dừa đã chín, giờ mời các bạn dùng tôm luộc nước dừa với mình nha, chấm muối ớt nha. Ăn đi. Ăn đi. Lột ra.
Ồ, quá gạch son rồi nghe các bạn. Quá ngon. Ồ, ngọt ngay, quá ngọt. Tôm luộc cũng vừa quá ngọt. Chấm đi Nguyễn. Mời bạn dùng tôm mình nha. Quá ngon à các bạn ơi. Thơm quá ngon rồi. Quá ngon. Chén ớt này quá ngon, chén ớt này. Ăn cái đầu quá. Nè, ăn đi. Đêm nay rồi vợ mày chết với mày. Quá thứ gạch son à. Quá thấy thèm các bạn ơi. Quá ngon. Cái này ớt không à? Mình chấm ớt chứ không chấm muối. Ớt mới ngon. Mời bạn nha. Đưa lên mời. Mời bạn các bạn. Quá ngon các bạn ơi. Thấy không? Chấm chén muối ớt quá ngon. Luộc nước dừa này công nhận ngọt thiệt luôn á. Quá ngon. Đúng mà món ăn dân giả trong đồng mà rất là ngon các bạn. Không gì bằng trong đồng hết. Quang sơ luôn. Thấy không? Lột ra thấy thèm không các bạn? Đó, bắt đầu ôm nè. Quá ngon. Quá ngon. Quá ngọt. Ok. Ăn ớt luôn các bạn ơi. Nó miếng ớt quá ngon à. Ngon rồi. Ừ. Giờ tạm xin tạm dừng cái video tại đây. Bữa ăn đã xong. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình một like và một subscribe các bạn. Chào. Chào các bạn.